Sofoca, đồng hành cùng hiểu rõ trong 5 phút. Ô cắm 10i, cần 10 thiết bị, sale choáng váng lên đến 50%, giảm thêm 20%, dành riêng cho viewer của hiểu rõ trong 5 phút. Nhận voucher dưới comment ngay. Sofoca, thật đáng đồng tiền. Xin chào và chào mừng các bạn đến với video cập nhật chiến sự Ukraine trực tiếp trên bản đồ tối thứ năm, ngày 7 tháng 9. Trong video này, chúng ta sẽ cùng thảo luận về tình hình tại Ukraine trong ngày hôm nay. Sự kiện có thể là quan trọng nhất trong ngày hôm nay xảy ra ở Kostiantynivka, khu định cư nằm ở phía tây Klitschivka. Đã có một cuộc tấn công bằng tên lửa tại đây, gây ra một vụ nổ rất lớn. Chúng ta hãy cùng xem video. Ta thấy một khu chợ với rất nhiều người qua lại. Chỉ một vài tích tắc trước khi vụ nổ xảy ra trên con phố. Một tình thế vô cùng tồi tệ. Và theo như những thông tin chính thức từ các nguồn tin phía Ukraine, thì đã có tới 16 người thương vong. Sau đó, Tổng thống Ukraine Zelensky đã có những phát biểu về tình hình trên. Và ông ta cho rằng đây là một hành động khủng bố đến từ phía quân đội Nga. Và điều trùng hợp là cuộc tấn công này lại đúng vào ngày mà Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken có chuyến thăm tới Ukraine. Chính xác là hai sự kiện này cách nhau 45 phút. Chúng ta có báo cáo chính thức từ phía Ukraine. Họ đưa thông tin như chúng ta đã biết rằng do cuộc tấn công bằng tên lửa trên từ phía Nga nhắm vào khu định cư ở Kostiantynivka dẫn tới cái chết của 16 người. Nhưng ngay lập tức các nguồn tin Nga đã đáp trả và vạch trần cuộc tấn công này. Chúng ta cùng xem lại video một lần nữa. Rất nhiều nguồn tin từ phía Nga đã đăng tải lên các bằng chứng khẳng định đó hoàn toàn không phải là một hành động tấn công đến từ Nga, và họ cũng không liên quan đến bất kỳ vấn đề gì trong chuyện này, và cho rằng cuộc tấn công trên là do Ukraine giàn dựng và thực hiện. Theo đó, hãy cùng đào sâu phân tích video, cảnh đổ bóng của người và các nhân vật trong video thì tên lửa bay từ hướng Bắc, hướng Ruskivka xuống. Trong khi nếu là Nga tấn công thì nó sẽ phải là từ hướng Đông sang. Các nguồn tin Nga sau đó cũng đã có các bằng chứng về việc Kiev sử dụng máy bay Su-27 cất cánh từ sân bay Mirgorod, phóng tên lửa AGM-88 HAM vào khu đông dân cư này. Sau đó đổ lỗi cho Nga ngay trong thời gian Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken có chuyến thăm tới Kiev. Hiện Bộ Quốc phòng của Nga chưa đưa ra bất kỳ thông tin chi tiết nào về vụ tấn công, và chúng ta hãy cùng chờ xem. Một điều quan trọng nữa là ngay sau vụ nổ đã có một bài đăng được đăng tải từ một tài khoản Instagram Nga chuyên cung cấp thông tin về các cuộc tấn công bằng tên lửa hành trình Storm Shadow. Tác giả của bài đăng cho biết, vào lúc 2 giờ, theo giờ địa phương, đã có một quả Storm Shadow được phóng và thêm một quả nữa cũng tại khu vực đó vào lúc 2 giờ 4 phút trên mặt trận miền Đông. Như các bạn có thể thấy, trước khi cuộc tấn công bằng tên lửa xảy ra, đã có rất nhiều thông báo trên các tài khoản Telegram này cho biết sẽ có những cuộc tấn công bằng tên lửa xảy ra trên lãnh thổ Ukraine hướng về phía Donetsk. Cùng nhìn lại mốc thời gian được hiển thị ở góc bên dưới của video trên. Lúc xảy ra cuộc tấn công này cũng là lúc 2 giờ 4 phút, tức là ngay sau khi các tài khoản trên cập nhật rằng bên phía Ukraine sẽ phóng một quả tên lửa Storm Shadow, thì vài giây sau, chúng ta được chứng kiến vụ nổ này. Tất nhiên, chúng ta sẽ không thể dựa hoàn toàn vào thông tin này, mà sẽ cần một thông tin xác thực hơn để biết được cuộc tấn công này thực sự bắt nguồn từ đâu. Và một trong những bằng chứng quan trọng chính là video này. Ta có thể thấy đây là một chiếc xe màu xám. Nếu chúng ta quay lại video trước, chiếc xe này nằm giữa hai chiếc xe trắng. Nếu chúng ta phóng to vào chúng, ta có thể thấy loáng thoáng hình ảnh của quả tên lửa. Mình hy vọng các bạn có thể thấy nó vì nó chỉ xuất hiện trong chốc lát. Dựa vào hình ảnh phản chiếu thì quả tên lửa này đã được phóng từ phía bắc Ruskivka nhắm đến Kostiantynivka. Mình sẽ không đưa ra bất kỳ kết luận nào rằng nó bay từ phía Nga hay Ukraine. Hiện tại các thông tin duy nhất mà chúng ta có chỉ là từ một tổ chức chuyên cung cấp các thông tin đã chia sẻ video này thành nhiều phần và phân tích chúng. Bây giờ hãy đến với khu vực tiền tuyến. Đầu tiên là Robotyne. Chúng ta có thêm nhiều tin tức mới về các cuộc giao tranh xảy ra ở khu vực này. Trong video sáng nay, mình đã cập nhật thông tin từ hôm qua về việc quân đội Nga đã triển khai các đợt phản công và tấn công từ phía mạn sườn Robotyne. Và sau đó, một vài nguồn tin cho biết quân đội Nga đã thành công chiếm được một số tuyến đường. Mình cũng đã đưa ra quan điểm của mình rằng mục đích của đợt phản công trên của quân đội Nga là để bao vây và chia cắt lực lượng Ukraine tại hệ thống các công sự ở phía bắc Novoprokhovka nhằm ngăn không cho họ nhận được viện trợ. Cho đến nay, chúng ta nhận lại được một video cùng với một bức hình chưa được xác minh vị trí về việc lực lượng Nga đã rút khỏi trung tâm Robotyne. Và như vậy, có thể cuộc phản công của Nga tại khu định cư đã kết thúc. Và nhờ kết quả của đợt phản công 2 ngày qua, Nga đã thành công đẩy lùi được lực lượng Ukraine khỏi hệ thống các công sự phía nam Robotyne, và họ đã tái kiểm soát được ngọn đồi ở phía bắc Novoprokhovka. Một lần nữa, chúng ta cũng chưa có bất kỳ được video nào về cuộc tái chiếm trên. Về phía Ukraine, họ đã đăng tải một loạt video về việc họ tấn công vào lực lượng quân đội Nga dọc theo các chiến hào ở các hệ thống công sự. Có thể đây chính là các đợt phản công sau khi Nga đã chiếm lại được khu định cư này.
Thêm nữa, một kênh thông tin khác của Nga đã thành công trong việc xác định vị trí của chiếc Challenger bị phá hủy. Ta có thể thấy trong video, đây chính là thời điểm chính xác khi quân đội Nga tấn công và phá hủy chiếc Challenger quốc bảo của Anh, có thể là với pháo binh hoặc là bằng một quả tên lửa chống tăng. Ở góc nhìn này, chúng ta khó có thể quan sát được thứ gì đã phá hủy chiếc xe tăng. Tuy nhiên, video này cho ta thông tin cụ thể về địa điểm xảy ra cuộc tấn công trên là ở khu vực cánh đồng giữa Robotyne và Vebove. Tình hình chung hiện nay là quân Ukraine tiếp tục đẩy mạnh các đợt tấn công, và chúng ta nhận được rất nhiều video cho thấy việc quân đội Nga đang dội hỏa lực vào các vị trí của Ukraine tại khu vực cánh đồng chứng tỏ rằng khu vực này đang được kiểm soát bởi Ukraine và họ đang có thể đưa rất nhiều bộ binh đến đây. Còn lực lượng Nga thì đang dội hỏa lực vào khu vực này không chỉ với pháo binh mà còn với lực lượng máy bay không người lái và không quân. Chúng ta cùng đến với các video từ Ukraine cho thấy lực lượng của họ đang đánh bom và tấn công vào vị trí của quân đội Nga tại khu định cư. Dựa vào vị trí được xác định thì hiện tại quân đội Ukraine vẫn chưa triển khai được đợt tấn công lớn trên mặt đất. Tiếp theo, chúng ta cũng có một vài video ở Vebove. Trong video này, ta thấy được quân đội Nga đang đưa thêm một vài đơn vị nữa đến để củng cố cho khu định cư. Vì đơn giản, họ biết được Vebove đang là mục tiêu hàng đầu của quân đội Ukraine. Ukraine có vẻ như đang gặp khó khăn ở Robotyne, vậy nên giờ đây họ đang tập trung vào khu vực Vebove. Như bạn có thể thấy về mặt địa lý, Vebove to gấp 2 đến 3 lần so với Robotyne. Vì vậy có lẽ Ukraine cũng sẵn sàng dành ra gấp đôi, gấp 3 lực lượng cũng như sức mạnh quân đội để chiếm lấy khu định cư này. Tuy nhiên, mình cũng phải nhắc lại một lần nữa rằng các đợt tổng tấn công tại Robotyne cũng chưa thực sự bắt đầu. Chính vì vậy, sau các cuộc giao tranh trong 24 giờ qua, Bộ Quốc phòng Nga đã báo cáo rằng Ukraine chỉ bị thiệt hại 40 binh lính, 5 chiếc xe tăng cùng với 12 hệ thống pháo binh. Các bạn có thể thấy thiệt hại của Ukraine về bộ binh là khá thấp. Đây chắc chắn là thiệt hại thấp nhất trong những ngày qua kể từ khi các đợt tấn công của Ukraine diễn ra. Nhưng khi nói đến thiệt hại về pháo binh thì con số này vô cùng lớn với 12 hệ thống. Trong khi Nga thông báo rằng Ukraine đã tổn thất 8 hệ thống pháo binh vào ngày hôm qua. Đối với hôm kia là 9 và ngày 3 tháng 9 cũng tương tự như vậy và thêm ngày 2 là 5. Nhưng điều này cũng hợp lý vì Ukraine đang phải dồn pháo ra sát chiến tuyến để yểm trợ cho cuộc tấn công. Nếu chúng ta tính toán tổn thất từ đầu tháng thì Ukraine đã thiệt hại khoảng 42 hệ thống pháo binh, trong đó có các lựu pháo M777, pháo tự hành M109 Paladin và M119, lựu pháo Anh FH70 cùng với nhiều loại pháo khác. Vậy ta có thể thấy sự vượt trội về hỏa lực pháo binh từ quân đội Nga không cho phép Ukraine thay đổi cục diện. Đây là một thông tin quan trọng và cũng là lý do vì sao Ukraine chỉ có thể sử dụng hệ thống pháo phản lực cơ động HIMA để đánh vào lực lượng pháo binh của Nga, vì HIMA có tầm bắn tốt hơn so với các lựu pháo thông thường. Một ví dụ đây là ở khu vực Urusayne. Ta có thể thấy Ukraine đã quyết định bắn phá một hệ thống lựu pháo tự hành 2S19 M-Star của Nga với tên lửa HIMA, thứ đáng giá gấp 2 đến 3 lần hệ thống lựu pháo trên. Thực tế thì quân Ukraine đơn giản là không có khả năng đưa lực lượng pháo binh của họ đến gần tiền tuyến, bởi vì lực lượng của họ bị tiêu diệt chỉ trong vài giây nếu họ dám làm điều này. Điều duy nhất mà họ làm được là tấn công lực lượng pháo binh của Nga từ vị trí được ngụy trang ở khoảng cách xa bằng tên lửa HIMA. Đây chính xác là những gì mà họ đang làm khi sử dụng những công nghệ vô cùng đắt đỏ để tiêu diệt những đơn vị pháo binh rẻ tiền. Trong khi HIMA thì đắt đỏ và có số lượng hạn chế hơn nhiều. Vì vậy đây thực sự là một vấn đề của Ukraine. Tiếp theo, chúng ta chuyển tiếp tới Urusayne. Kết quả từ cuộc giao tranh tại đây trong 24 giờ qua, theo Bộ Quốc phòng Nga, là quân Ukraine đã mất tới 180 binh lính ở khu vực này, 7 xe bọc thép cùng với 5 chiếc xe tăng. Hầu hết tổn thất của quân Ukraine đến từ các đợt tấn công bắt đầu từ Zolotaniva nhắm đến Novodonetsk, Prechistivka đến Novomayorsk và từ Vuleda đến Mykinsk. Nhưng tất cả đợt tấn công trên đều đã bị đẩy lùi. Một số nguồn tin cho biết quân Ukraine đã thành công chiếm được một vài vị trí, nhưng ta chưa có bằng chứng nào xác thực về thông tin này. Tuy nhiên thông tin này được đăng tải bởi các nguồn tin từ phía Nga, nên có lẽ Ukraine thực sự đã có được các bước tiến tại đây. Chuyển tiếp tới khu vực Donetsk, chúng ta đều thấy động tĩnh từ cả hai phe, ví dụ như là cuộc phản công ở khu vực Nevensk. Quân đội Ukraine đã thành công kiểm soát được một vài vị trí. Họ đã đăng tải các video xác minh vị trí về việc họ đã thành công chiếm được khu vực này. Tuy vậy, thiệt hại cho các đợt tiến công tại khu vực này của Ukraine là khá cao, với 285 binh lính, theo báo cáo của Nga. Trong khi đó, quân đội Nga đang tiếp tục dồn lực lượng của họ để gây áp lực vào Krasnohorivka. Hôm nay, họ tiếp tục phát hiện thêm một địa điểm lắp đặt các thiết bị chống tăng nữa ở phần rìa phía nam của khu công nghiệp, cụ thể là trên tòa nhà cao tầng, và lực lượng máy bay không người lái đã thành công tiêu diệt được mục tiêu. Còn con số thương vong thì ta không thể biết chính xác,
Thêm nữa, quân đội Nga đã thành công phá hủy thêm một hệ thống tên lửa đất đối không tầm thấp Shela-10 khác nằm ở đằng sau Krasnohorivka. Đó là tất cả các thông tin vì không có cuộc giao tranh nào xảy ra trên mặt đất. Giờ chúng ta cùng đến với Klitschivka. Ở đây chúng ta có một video xác định vị trí dọc theo đường ray. Nó chứa rất nhiều yếu tố thương vong liên quan đến binh lính Ukraine nên mình không thể tải lên YouTube. Nhưng nội dung cơ bản của video cho chúng ta biết, nhờ kết quả của cuộc xung đột diễn ra vào tháng trước, quân đội Ukraine đã thành công giành được quyền kiểm soát đường ray không chỉ ở phía nam mà còn ở phía bắc của Andriivka. Vậy là ngay lúc này họ đã có thể bao vây được khu vực từ cả hai phía. Tuy vậy, rất khó để xác định xem liệu quân đội Ukraine có thể giữ được khu vực trên hay không do họ đang chịu những đợt tấn công dữ dội từ phía Nga. Nhưng theo mình nghĩ, Ukraine sẽ không chấp nhận lùi lại khi mà họ buộc phải giành lấy khu vực này. Và nếu họ tiếp tục giữ nguyên vị trí của mình, thì quân đội Nga sẽ tấn công vào họ bằng lực lượng máy bay không người lái cũng như pháo binh nhằm gây thiệt hại về người. Do đó, không có nhiều thời gian, họ cần chia ra và sau đó tiến công thật nhanh. Còn đến giờ thì chúng ta vẫn chưa ghi nhận thêm tình hình cuộc chiến tại khu vực này. Trong khi đó, thì ngoài việc tấn công trên mặt đất, quân đội Nga đánh bom liên tiếp vào vị trí các công sự của Ukraine ở phía bắc Klitschivka. Tiếp theo, tại mặt trận này, chúng ta có một video nữa từ Kodema, lại cho thấy việc lực lượng Ukraine dùng tên lửa Hima để bắn phá vào một chiếc lựu pháo giá rẻ hơn nhiều. Điều này càng chứng tỏ rằng Ukraine đang không thể đưa được lực lượng pháo binh của mình ra tiền tuyến. Và đó chính là vấn đề của Ukraine. Bên cạnh việc họ có duy trì được khả năng tấn công Hima này đến bao giờ? Cuối cùng, tại khu vực Kupian, Liman, hiện không có diễn biến gì ở khu vực này, chỉ có một vài video xác định địa lý ở vùng lân cận Kovalivka. Ukraine cho thấy, trong video, họ đang tấn công xe tăng bằng máy bay không người lái. Ở phía Tây, chúng ta có thể khẳng định quân đội Nga đang chiếm giữ khu vực này. Và trong 24 giờ qua, Bộ Quốc phòng Nga báo cáo thiệt hại quân đội Ukraine ở đây rơi vào khoảng 90 binh lính. Trên đây là tất cả thông tin trong video này. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc mọi người một ngày tốt lành.